thông lọc tuần hoàn nước. Lọc tuần hoàn nước, nước ở trong rốn lấy từ xả nốn chảy tự do. Từ rốn lấy từ rốn của heo. Mình hút cái phong con heo đi ra cho qua máy lọc, máy lọc. Thứ nhất qua máy lọc trống qua. Con lọc tắm, lọc tắm là được bơm ngược trở về heo. Khoảng là bơm ngược trở về heo. Hệ thống oxy thiết kế lại, oxy cung cấp cho ao dẹp cực im. Đây cung cấp vào cho ao dẹp đủ điều khiển. Hệ thống VOC điều khiển online qua internet. Đây hệ thống đo oxy online. Đo oxy pH online. Đây oxy cho nghe về quá tuyệt vời. Một li tu đắng cao. Tôm mới thở hồi lên hơn hở hở mùi già. Em điều đẹp nắng lọt nhiều. Đây vượt dần. Thực sự luôn luôn duy trì mức 6.5.9 6.9 luôn luôn duy trì trong heo. Hoặc li tu đắng hết cả heo. Oxy luôn luôn duy trì ở 6 BPM, pH 8.8, nhiệt độ 30.8. Quá tuyệt vời hệ oxy. Tôm khỏe mạnh, bọt điều, điều không ống xốp, công nghệ ống xốp. Cũng đau được quá, bọt nó lớn nên nó đẩy lên trên mặt nước hết, nên hiệu quả cái hiệu suất rất thấp. Sau khi đó được hệ oxy mới là chỉ chạy 2 máy, 1.1 kW, 1 máy 0.55 kW, 1.1 kW nè. Oxy trắng là bìa cao như thế này. Nó được tin rằng với cái hệ thống oxy này tôm sẽ phát triển rất tốt. Mục tiêu là 20.000 đưa sai tôm về một ngày, mật độ thả 11.000 bót trên eo 200 m2. 200 m2 này nó sẽ tương đương 200 m3. Các bạn thấy là oxy quá đẹp. Tôm lọc trắng cái nè. Cộng với hệ thống oxy cho mau luôn luôn duy trì mức độ oxy là 6 BPM. Thì cái hồ dần hồi về 2 giờ 200 này về với mật độ là 1 triệu bót. Tôi hy vọng rằng trong cái mục tiêu đưa ra cho fan chấp thuận là trong vòng 20 ngày thì về thay sang ra thay 1.000 thay 1.000 con. Đây thì rất tuyệt vời, đây thì trắng khắp cả heo và tôm về 18 ngày 28. Tháng 8 tháng 5 em về tối 28 tháng 5 tôm cái thằng như các bạn thấy là tôm lọt rất nhiều, nhìn rõ tắt mà rất nhiều và tôm rất khỏe. Còn tôm rất khỏe,
cộng với ngoài việc mà hệ cộng có hệ có một hệ oxy tốt thì chúng tôi có một cái hệ lọc sống của hệ lọc tuần hoàn cho ao, đẩy toàn bộ những cái chất lơ lửng hữu cơ ra bên ngoài. Hệ thống lọc đang chạy cộng với nước tôi hy vọng với một cái hệ thống oxy hoàn thiện, hiệu suất cao, tiết giảm năng lượng. Đây là một cái hệ thống oxy cung cấp cho ao dèo, gồm có bốn máy nén nhỏ, mỗi nén nhỏ công suất mỗi máy nén là 0.55 kW, mà nó chạy, hệ thống này chạy rất thông minh, chạy luân phiên nhau, khi thiếu oxy tự động gọi máy chạy. Chạy thì luôn luôn lúc nào cũng chỉ chạy tối đa là 2 máy 3 máy, không bao giờ chạy full 4 máy. Máy khi mình cái thời điểm mà oxy cắt ngang nhất thì chạy luôn luôn duy trì ở mức độ 60 gram và chạy tối đa là 3 máy, chạy luôn phiên. Cái độ bền của máy rất cao và cái hiệu quả của máy rất tốt. Ngoài những hệ thống này thì đây chúng tôi có một hệ thống điều khiển giám sát tự động online qua BOC. Từ BOC này chúng ta có thể giám sát online qua smartphone, toàn bộ dữ liệu sẽ được record lại trong ao, dữ liệu về môi trường ở trong ao như oxy, pH, nhiệt độ, mực nước. Khi mực nước mà mình giật xuống thấp, giật xuống thấp về thì có rò rỉ thành sữa rồi đó, tự động là hệ thống sẽ báo động luôn, đưa còi báo động. Còn bộ hệ thống quạt ở đây thì chúng ta điều khiển tự động hoàn toàn ở trên smartphone hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
cám